Hi, xin chào các bạn. Thì ở video trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn từ con số 0 để lên Advanced Stock. Thì trong video này thì mình sẽ tiếp nối phần trước và mình sẽ hướng dẫn các bạn từ Advanced lên Straddle. Thì ở video trước thì mình đã đề ra mục tiêu là 10 giây Advanced. Thì nếu bạn đạt được mục tiêu đó thì hãy chuyển sang video này và tập theo các bài sau đây. Ở level 3 chúng ta sẽ gồm 4 bài chính. Và điều kiện để tập được bài này là chúng ta phải hold được 10 giây advanced tap. Đầu tiên chúng ta sẽ có bài V plan. Thì tư thế của bài này giống như chuẩn bị press lên stand. Thì chúng ta sẽ tập bài này từ 4 đến 5 set. Và mỗi lần hold thì hold ít nhất 2 giây. Các bạn nhớ ép dẻo thường xuyên để tránh tình trạng chân cong như này nhé. Sang level 4 thì chúng ta sẽ có 4 bài sau đây. Và điều kiện cần để tập level này là các bạn cần phải giữ được 8 giây về planche. Đầu tiên chúng ta sẽ có bài 45 độ straddle. Bài này chúng ta sẽ vít chân ra song song cả tay. Nếu form này nặng quá thì các bạn có thể giữ hông hơi check lên trời một tí cũng được. Tương tự với cả động tác V-plank thì động tác 45 độ shadow cũng có lỗi sai là các bạn thường hay cong chân. Thì để khắc phục thì các bạn nhớ ép dẻo thường xuyên cho mình. Và đây là bài cuối cùng của level 4 thì sẽ có bài Swing to Straddle. Thì bài này mọi người đánh đà mạnh cho mình. Và bài này chúng ta làm 5 set và mỗi set chúng ta làm 5 rep. Sang level 5 thì chúng ta sẽ gồm 5 bài sau đây. Và điều kiện để tập được level 5 là chúng ta phải hold ít nhất 8 giây 45 độ Straddle. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có bài Almost Straddle. Thì bài này chúng ta sẽ tập 4-5 set. Và mỗi set các bạn nhớ hold max sức của mình. Khi vừa mới ra Almost Straddle thì các bạn không thể giữ đúng form được ngay và cũng sẽ bị tình trạng như này. Nhưng cũng không sao cả. Hồi mình mới tập thì mình cũng bị như này. Mình phải làm quen dần. Sau khoảng 1-2 tuần thì form của mình cũng được cải thiện đáng kể. Mà nếu anh em thấy bài này nhẹ thì hãy đánh đà một cách kiểm soát hơn. Và sang level 6 thì chúng ta sẽ có 4 bài sau đây. Và điều kiện để tập level 6 là các bạn phải giữ được 8 giây almost straddle. Bài đầu tiên của level 6 thì chúng ta sẽ có bài straddle planche.
Ok, và đó tất cả các bước, các bài tập mình muốn chia sẻ cho các bạn. Và nếu các bạn theo hết tất cả các bước trong clip này, bạn hoàn toàn có thể unlock Shadow Plan trong vòng 4 đến 5 tháng.